Thường đi bao nhiêu lâu thì nên cái đánh bóng lại cái kính này một lần ạ? Đấy. Nếu mà để mà tốt nha anh em thường xuyên đi ấy, thì cái từ đầu tiên cái thứ nhất là về cái lưỡi gạt mưa này. Anh em cần phải chuẩn bị trang bị cái lưỡi gạt mưa thật là tốt, và không anh em kiểm tra thường xuyên từ 6 tháng đến 1 năm anh em nên thay cái gạt mưa này một lần. Và thứ hai một cái điều rất quan trọng đó là cái nước rửa kính nha. Thì nhiều anh em rất hay đổ nước cái nước lã vào, nước trắng vào thì sẽ ảnh hưởng đến là cái độ bôi trơn của cái gạt mưa này. Anh em đi bên ngoài nhiều đất cát nó sẽ bám lên những cái phần gạt mưa này, và anh em cứ gạt như thế thì nó dẫn đến tình trạng xước kính. Thì cái kính này xe IMR này thì cũng được khá là lâu rồi và đi cũng trong thời gian dài và bị xước kính nó đã mờ hết đi, và có qua bên em để em tư vấn và đánh bóng lại toàn bộ lại cái kính này, trả lại cái độ trong cho chiếc kính này. Thì cái kính này thì thật kỹ thuật bên em đã đánh gần như là xong rồi. Bên kia bên sang bên này thì đã trả lại cái độ trong suốt cho chiếc kính này rồi. Đấy, còn anh em nào mà bị cái tình trạng mà kính bị xước nhá, ố kính nhá, mà chưa biết xử lý như thế nào thì hãy qua Cala Thái Nguyên để em tư vấn và xử lý giúp các bác.